Theo thông tin chúng tôi vừa cập nhật được thì tiếp theo vaccine Nanocovax, loại vaccine phòng COVID-19 thứ hai của Việt Nam do Viện Vaccine và Sinh phẩm Y tế IVAX nghiên cứu cũng đã chuẩn bị đến bước thử nghiệm lâm sàng. Dự kiến là đơn vị này sẽ phối hợp với Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương và Đại học Y Hà Nội khởi động việc tuyển đối tượng tiêm thử nghiệm trong tháng 1 này. Trao đổi với phóng viên VTV sáng nay thì ông Nguyễn Ngô Quang, Phó Cục trưởng Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo Bộ Y tế khẳng định loại vaccine Covivac do Viện Vaccine và Sinh phẩm Y tế IVAX sản xuất đã có kế hoạch khởi động chương trình tuyển mộ đối tượng thử nghiệm. Quá trình tiêm sẽ được thực hiện theo kế hoạch. Trước đó, từ ngày 17 tháng 12, Việt Nam đã chính thức thử nghiệm vaccine Nanocovax phòng COVID-19 do Nanogen sản xuất trên người tình nguyện tại Học viện Quân y. Các tình nguyện viên này đã trải qua quá trình tiêm thử nghiệm với quy trình chặt chẽ, an toàn. Đến nay, thì các tình nguyện viên này đều có sức khỏe ổn định và đang được theo dõi y tế sát sao.